chào mọi người nhé, chào tất cả anh em bạn đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Ngày hôm nay thì Trường Sơn cho anh chị em chiêm ngưỡng một cái tác phẩm rất là to, rất là đẹp của địa lan Trần Mộng. Hiện tại thì cái chậu địa lan Trần Mộng này đang là khủng nhất của Lai Châu rồi. Cả một dãy những cửa hàng bán hoa ở đây thì không còn cái chậu nào vip như thế này nữa. Đấy, thì em thấy rằng là đây là một trong những cái chậu địa lan xanh ngọc, lưỡi màu hồng rất là đẹp. Với số lượng cần bông là bao nhiêu cần bông chị gái nhỉ? 99 cần bông, một con số rất là đẹp mà anh chị em có thể sưu tầm được. Và giá bán của chậu này là khoảng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 40 triệu. 40 triệu à? Khoảng 37 đến 40 triệu anh chị em nhé. Một chậu địa lan quá khủng luôn. Anh em quay cho em cái vòng quanh này. Nhìn đến mê chưa? Cực kỳ là đẹp. Như một cái mâm xôi. Như một cái mâm xôi mà vòng tròn luôn nhé. Cái tán cây rất là đều, rất là đẹp. Thực sự rằng là một cái chậu địa lan có lẽ bây giờ là vip nhất Lai Châu rồi. Không kiếm đâu ra được cái chậu địa lan như này đâu. Đấy, anh quay vòng quanh cho mọi người nhìn. Nhìn quá đẹp luôn. Long lanh chưa? Rất là rực rỡ. Giá cả có thể thỏa thuận từ 37 đến 40 triệu anh chị em nhé. Đấy, thiện chí thì một con số đẹp cho anh chị em. Đấy, chậu địa lan khủng nhất Lai Châu. Vâng, và bây giờ thì mời mọi người xem tiếp những cái chậu địa lan rất là đẹp hơn nữa ở bên này. Và chậu này cũng là một chậu xanh tán nguyễn nhung, nguyễn nhung rất là đẹp. Con này là 29 cần bông đúng không? 29 cần bông. 29 quanh bông. Cốm rất đẹp luôn. 29 cần bông, anh quay sang lấy cả cái chậu. Không, anh kệ nó tự ấy, anh chỉnh lên nữa. Đấy, hôm nay cameraman mới của Trường Sơn nên là nhiều lúc còn vấp vào cái thiết bị nó hơi lạ lạ nên là chỉnh nó hơi khó. Đấy, chậu này thì 29 cần bông có giá là 6 triệu nha anh chị em nhé. 29 cần bông 6 triệu đồng. Anh quay tròn này cho mọi người nhìn này. Đấy, cũng đều tăm tắp luôn. Cực kỳ là đẹp. Đấy, những chậu như này quá mê ly luôn, không cần diễn tả cái cảm xúc mà khi mình nhìn những cái chậu hoa lan như thế này. Và bên này nữa, anh chị em có thể nhìn thấy rằng đây, đây bên này là những cái chậu địa lan Trần Mộng hoa xanh ngọc nhỏ hơn, có giá là từ khoảng 220.000 đến 250.000 một cần bông, tùy vào từng chậu lớn nhỏ anh chị em nhé. Rất là dài đấy. Đấy, ở cái khu vực này thì là không còn cái chậu nào khủng hơn nữa rồi và đẹp hơn ở cái gian hàng này rồi. Đấy, Trường Sơn hiện tại thì là đang hết mặt hàng rồi. Đây là quay cho ông anh chú Vườn Lan thôi. Anh chú Vườn Lan. Đấy, những cái chậu bông như này thì khoảng bao nhiêu tiền một cần bông? Loại này khoảng độ 220 một bông. Đấy, 220 một bông. Mấy con này ngọc rất là đẹp. Rất là đẹp. 200 là ok nha. Đó, 200 được. Nói chung là có lọc lá rồi, săn chơi thôi, có lọc lá cho anh em. Hiện tại thì nói anh em là đến bây giờ là chỉ còn những cái một loạt dãy như này là còn hoa lan thôi. Đúng hết rồi. Chậu đẹp rồi, không còn chậu khủng nào nữa rồi. Đấy, anh chị em có thể là lấy chậu như thế nào thì Trường Sơn sẽ giúp anh em. Có thể là Trường Sơn sẽ để lại số điện thoại cho anh để anh các bạn có thể liên hệ với mọi người. Vâng, như vậy cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn tất cả anh chị em, cô dì, chú bác đã xem kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em, cô dì, chú bác ở những video clip tiếp theo.